Chuẩn bị bước vào lớp 1 em thấy thế nào? Em thấy rất vui và hồi hộp. Dạ. Vâng, Tường Dương xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Hiện tại thì Tường Dương đang có mặt tại trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Bàng. Và trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Bàng là một trường vùng 3 của huyện Vân Hồ, nằm cách trung tâm huyện Vân Hồ tầm 40 km. Và trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Bàng cũng là một ngôi trường mà Tường Dương công tác được hơn 20 năm. Và hôm nay Tường Dương xin quay chi tiết về một buổi khai giảng tại trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Bàng cho tất cả các bạn cùng xem. Bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, một mùa hè rực rỡ, tràn ngập ánh nắng và niềm vui bên gia đình đã khép lại. Khi làn gió thu bắt đầu thổi nhẹ, báo hiệu sự thay đổi của mùa, cũng là lúc các em học sinh thân yêu tạm biệt những ngày hè sôi động để trở lại trường học, chuẩn bị cho một năm học mới đầy hứa hẹn. Hòa chung với không khí cả nước nô nức trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, hôm nay thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Bàng long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025. Mở đầu cho buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh đến với lễ đón học sinh đầu cấp. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến. Trong năm học vừa qua, chúng ta đã nói lời chia tay với các em học sinh lớp 9 đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở để tiếp tục hành trình tri thức mực ở những ngôi trường mới. Cùng với đó, mỗi năm học mới bắt đầu, chúng ta lại hân hoan chào đón các em học sinh mới. Các em học sinh lớp 1 với niềm vui và niềm tự hào về sứ mệnh truyền đạt tri thức và giáo dục cho thế hệ trẻ. Trong buổi lễ long trọng ngày hôm nay, chúng ta hân hoan cùng chào đón các em học sinh vào lớp 1 đã sẵn sàng bước qua cổng trường, tiến tới một chân trời tri thức mới. Đang tiến vào lễ đài là các em học sinh lớp 1, những măng non mới từ ngôi trường mầm non thân thương. Trong năm học này, các em sẽ được dìu dắt bởi hai cô giáo là cô Mùi Thị Cảm và cô giáo Hà Thị Lương. Là những cô giáo có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy lớp 1, nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp huyện. Hai cô giáo sẽ là những giáo viên chủ nhiệm tận tụy, những người mẹ hiền, đồng hành cùng các em trong những bước đi đầu tiên đầy bỡ ngỡ tại ngôi trường mới, giúp các em làm quen với môi trường học tập và rèn luyện mới. Các em hãy ghi nhớ lời Bác dạy và không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những công dân ưu tú, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh như điều Bác Hồ luôn mong muốn. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Bước vào năm học mới, xin được chúc các em có một năm học tràn đầy hứng khởi, đạt nhiều thành tích xuất sắc. Thầy cô luôn tin tưởng vào sự nỗ lực và tài năng của các em. Hãy phấn đấu để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và gia đình. Một lần nữa, xin được hân hoan chào đón các em. Cho nhạc to lên một tí. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh,
sau đây để chào mừng buổi lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, khách quý, quý bậc phụ huynh cùng toàn thể, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh thưởng thức chương trình văn nghệ. Chương trình bao gồm các tiết mục: 1. Tốp ca Người ươm mầm xanh, sáng tác Bùi Hoàng Uyên Minh. 2. Múa chào năm học mới. 3. Tiết mục múa Mùa thu em tới trường. 4. Múa Niềm vui của em. 5. Múa Một vòng Việt Nam. Ở chương trình văn nghệ do các thầy cô giáo và các em học sinh trong đội văn nghệ xung kích nhà trường thể hiện. Xin mời quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các em cùng thưởng thức. Trời mà những giáo viên say sưa trông người từ miền quê hay nơi dân cư, ai đau xa hay trốn biên cương, bao tháng năm trôi bao nỗi đời, nếu các em thơ như hiểu chính cuộc đời, mong mầm non lên cây xanh tốt, mong đàn em sáng ca hương về.
yêu dấu thấy
Sáng ngày 5 tháng 9, học sinh các cấp học từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, biên giới, hải đảo, hào hức đến trường bắt đầu một năm học mới. Lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt ở các trường học trên cả nước trong không khí hân hoan, rực rỡ cờ hoa và những trang phục đầy màu sắc. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi ngành giáo dục. Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025. Tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, cùng các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh những tình cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã viết: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Cố Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc ngày 3 tháng 11 năm 2018. Hiện tại là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh, nguyên khí mà suy thì đất nước yếu. Đảng, nhà nước ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đã và đang có những chính sách ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo. Năm học 2023-2024, sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nền giáo dục nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần thi đua phấn đấu của thầy trò cả nước, cũng như sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả của toàn ngành giáo dục, sự đồng hành hỗ trợ của các bậc phụ huynh trong thời gian qua. Năm học mới 2024-2025 là năm học đầu tiên thực hiện kết luận số 91 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở tất cả các lớp, từ lớp 1 đến lớp 12. Tôi mong ngành giáo dục cần tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học đã đề ra là đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương. Giáo dục và đào tạo cần tiếp tục hướng đến phát triển con người và hạnh phúc của con người, phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với khí thế của năm học mới, tôi tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng, tiếp thu và làm chủ kiến thức, hình thành những năng lực cốt lõi, tạo dựng những khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục luôn tâm huyết, yêu nghề và sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cao quý của mình. Tôi mong các bậc phụ huynh vì tương lai con em chúng ta phối hợp tốt với nhà trường, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục. Tôi đề nghị các ban, bộ ngành trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng các quyết sách kịp thời, thiết thực và đúng đắn, để các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy và học tập trong một môi trường lành mạnh và đầy đủ các điều kiện để phát huy năng lực sáng tạo, thực hiện thành công công cuộc đổi mới của giáo dục nước nhà. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Thân ái. Kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, thưa toàn thể các đồng chí, trong khí thế hào hùng, phấn khởi của cả nước hướng tới 79 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và không khí chào đón năm học mới 2024-2025. Hôm nay tôi rất vinh dự được đến dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Sứ Bàng. Thay mặt cho lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Vân Hồ, xin chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ viên chức, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các cháu học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc năm học mới đạt nhiều kết quả cao.
Kính thưa các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng các em học sinh, sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định của buổi lễ khai giảng năm học 2024-2025 của trường tiểu học và trung học cơ sở Sơ Vàng đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ, tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu đã về dự buổi lễ. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các quý vị đại biểu, cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các bậc phụ huynh, của các em học sinh, sự hiện diện của quý vị đại biểu. Chính là niềm vui lớn động viên thầy và trò của nhà trường góp phần để buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo và những tình cảm tốt đẹp của các quý vị đại biểu, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban trận tổ quốc huyện ủy Vân Hồ, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các đoàn thể của xã Sư Vàng. Xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đã có mặt đông đủ trong buổi lễ ngày hôm nay. Tôi xin tuyên bố bế mạc lễ khai giảng năm học 2024-2025 của trường tiểu học và trung học cơ sở Sư Vàng. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các em học sinh luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi, không ngừng tiến bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập trong năm học mới. Chúc năm học mới chúng ta đạt nhiều thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.